Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Reng reng reng, lấy điện thoại trong túi xách ra xem là của Ngọc Châu, cô liền nhấc máy. Chị nghe đây, chị ơi giúp em với. Em có chuyện gì vậy Ngọc Châu? Chuyện dài lắm, nhưng chị đến đây đi. Em đang ở đâu? Nói chị biết rồi chị đến. Em đang ở Dầm. Tút tút tút. Ngọc Châu chưa kịp nói, cánh cửa phòng vệ sinh bật mở toang. Cô hoảng hồn mà điện thoại rơi xuống tắt nguồn. Một tên đàn ông bặm trợn hung hăng đi vào. Định trốn trong này gọi điện thoại hả? Tên đàn ông đưa chân dẫm mạnh lên chiếc điện thoại rồi kéo Ngọc Châu ra ngoài. Cô vừa sợ vừa hoảng. Buông tôi ra. Hắn thô bạo kéo cô ta ra ngoài. Căn phòng tối do thiếu ánh sáng, Ngọc Châu bị quăng ra ghế sofa. Hắn giơ một chân chặn ngang người cô, giọng hung tợn. Nói, ai sai mày tới đây với mục đích gì hả? Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ đến đây chơi thôi, vô tình lạc lên đây. Mày tưởng tao là con nít dễ bị dắt mũi hả? Nếu không có mục đích đâu mò lên tận đây. Biết chỗ này là chỗ nào không? Tôi không biết, thả tôi ra đi. Ngọc Châu đang làm luận án cuối kỳ. Trong các chủ đề đưa ra, cô lại chọn cho mình một thứ tương đối khó về vấn nạn sa ngã của giới trẻ. Để hoàn thành luận án, không chỉ đơn giản vài ba lời nói là xong. Cô cần phải có dẫn chứng thực tế mới khiến bài luận của mình đầy sức thuyết phục. Ngọc Châu đã tìm hiểu và được một người học đại học chỉ đến quán bar đêm trắng. Ở đây có rất nhiều người tuổi đời còn trẻ tụ tập chơi bời, đặc biệt có sử dụng cả chất kích thích. Ngọc Châu đã tìm đến vì ban đêm cô thường bị kiểm soát nên chỉ có thể chọn đi ban ngày. Mà giờ này quán bar rất ít khách, cô thấy có một thanh niên tìm đến. Không biết nói gì với phục vụ quán mà họ dẫn lên tầng trên. Thấy vậy Ngọc Châu mới bám theo để xem có mờ ám gì không. Nào ngờ chưa gì cô bị phát hiện, sợ quá nên trốn vào một căn phòng rồi gọi điện thoại cầu cứu. Nào ngờ bị tìm thấy. Trúc Ngân nhìn điện thoại ngắt kết nối, gọi lại không được, cảm giác bất an. Giọng nói vừa nãy của Ngọc Châu nhất định có gì rồi. Lúc này cô nghĩ đến Thanh Bình. Ở đây cô vẫn chưa quen thuộc. Chuyện này liên quan đến Ngọc Châu nên tìm anh là đúng. Bất đắc dĩ cô mới tìm gặp mà thôi. Rời khỏi quán cà phê, Trúc Ngân nói tài xế chở mình đến ngay công ty An Phúc. Đến trước tòa cao ốc trụ sở chính của An Phúc, Trúc Ngân xuống xe, bảo tài xế đợi mình ở ngoài. Cô đi vào trong. Tới sảnh cô liền đến chỗ tiếp tân hỏi. Tôi cần gặp sếp Tổng Bình. Chị có hẹn trước không? Tôi không có. Vậy thì khó quá. Thường muốn gặp tổng giám đốc phải có lịch hẹn và được trợ lý sắp xếp. Phiền cô gọi báo dùng tôi một tiếng là được. Người nhân viên tiếp tân vẫn do dự chưa gọi. Trúc Ngân cau mày. Cô đang gấp mà lại mất thời gian thế này. Nếu cô có số điện thoại đã gọi luôn, không cần phải đến đây cho mất công. Vậy cho tôi số tôi tự gọi. Số của tổng giám đốc không được sự cho phép, chúng tôi không tự ý cho được. Thế nào cũng không được hết vậy. Tôi đang có chuyện rất gấp, cần gặp sếp của cô. Có chuyện gì vậy? Trợ lý Khôi, có người này muốn gặp tổng giám đốc nhưng không hẹn trước. Được rồi, để tôi giải quyết. Đăng Khôi nhìn đến Trúc Ngân đã ngờ ngợ. Em là Trúc Ngân đúng không? Chỉ gặp một lần nói chuyện vài ba câu nên Trúc Ngân chưa nhớ ra Đăng Khôi. Anh biết tôi hả? Em quên anh rồi hả? Anh là Đăng Khôi, bạn của Thanh Bình. 5 năm trước trong trận bóng chuyền cả đôi giành chiến thắng nên có ăn mừng. Em và Ngọc Châu còn đi cùng bọn anh mà. Lúc này Trúc Ngân mới nhớ ra. À, em nhớ rồi. Anh cũng làm việc trong An Phúc hả? Ừ,
Anh làm trợ lý cho Thanh Bình cũng hơn 2 năm rồi. Mà lâu lắm rồi mới gặp lại em nha. Giờ em đẹp mà anh nhận muốn không ra. Anh quá khen, làm em thấy ngại. Gia đình em định cư ở nước ngoài. Lần này có công việc em mới về nước thôi. À, vậy em ở lâu không? Em chưa biết, nhưng khi nào em xong việc. Mà anh cho em gặp tổng giám đốc của anh đi. Em có việc quan trọng. Vậy em theo anh lên phòng làm việc của sếp đi. Dạ, cảm ơn anh. Mà em có họ hàng thế nào với sếp anh vậy? Cả hai đi vào thang máy, Đăng Khôi nhân cơ hội cũng tìm hiểu về cô. Sao anh không hỏi sếp tổng của anh ấy? Thôi, mặt lúc nào cũng đăm đăm. Sau cái lần gặp em đó, anh có hỏi về em mà đâu chịu nói. Miệng kín hơn gì, anh phải liên lạc hỏi Ngọc Châu mới biết em về lại nhà rồi. Dạ. Trúc Ngân nghĩ Thanh Bình không muốn nói về mình là chán ghét. Cửa thang máy mở, Trúc Ngân theo Đăng Khôi bước ra ngoài. Đến trước căn phòng có đề bảng, phòng của Tổng Giám Đốc, Đăng Khôi nói. Em gõ cửa rồi vào nha, xếp anh trong phòng đó, anh đi làm việc. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Đăng Khôi quay người đi, Trúc Ngân phải hít thở sâu trước khi đưa tay gõ cửa. Cốc cốc cốc, vào đi. Bên trong vọng ra tiếng nói của Thanh Bình, cô đưa tay đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi ở ghế bàn làm việc. Việc tôi kêu cậu đã làm xong rồi ư? Thanh Bình nghĩ là Đăng Khôi, nhưng không nghe trả lời lại nên nhìn lên. Anh kinh ngạc khi thấy Trúc Ngân. Sao lại là em? Tôi đến đây tìm anh để báo chuyện Ngọc Châu. Em ngồi đi đã, con bé Ngọc Châu có chuyện gì? Thanh Bình lật đật rời khỏi ghế, đứng lên đi đến ghế sofa. Trúc Ngân ngồi đối diện anh. Em uống gì? Thôi khỏi, nói xong là tôi đi ngay. Đến cũng đã đến rồi, uống thêm ly nước đâu mất thêm thời gian em là bao. Tôi không sợ mất thời gian, chỉ đơn giản vì tôi không thích. Ừ, anh biết mà, con nói thường phải hiểu ngược lại. Anh nghiêm túc chút đi, nghe tôi nói về Ngọc Châu đây. Con bé đó lại làm ra trò gì rồi? Tôi không biết, Ngọc Châu vừa nãy gọi tôi kêu giúp, em ấy chưa nói gì, điện thoại đã ngắt ngang, sau đó tôi gọi lại không được. Tôi đoán em ấy gặp chuyện gì rồi. Anh biết rồi, em đừng quá lo. Thanh Bình lấy điện thoại ra thao tác gì đó. Một lúc sau anh cau mày nói. Con bé này sao lại đến những nơi đó chứ? Anh biết Ngọc Châu đến đâu hả? Ừ, nó đến quán bar. Ở đó không hề lành mạnh. Ba mẹ mà biết là nó no đòn. Vậy anh đến đó xem em ấy thế nào đi. Cũng đừng nói ba mẹ biết. Em bênh nó quá rồi đó. Tôi không muốn Ngọc Châu bị ba mẹ mắng thôi. Anh là anh trai, phải thương em mới đúng. Thương anh vẫn thương, nhưng việc nào ra việc đó. Phạm lỗi thì phải bị phạt, không có chuyện bao che được. Thế nào thì tùy anh, tôi đi đây. Em không cùng anh đi tìm Ngọc Châu sao? Có anh là đủ rồi, cần gì thêm tôi. Nhưng anh nghĩ nó muốn nhìn thấy em hơn đó. Trúc Ngân nghĩ lại, cuộc gọi đến là Ngọc Châu gọi cho cô, chứ không phải Thanh Bình. Như vậy người Ngọc Châu cần nhất chính là cô. Cuối cùng Trúc Ngân cũng đồng ý đi cùng với Thanh Bình. Cứu tôi, thả tôi ra. Nhìn em đẹp thế này, nếu không sơi thì hơi tiếc. Chờ anh đây vui vẻ rồi anh thả em. Ngọc Châu sợ hãi gào khóc, nhưng tên này vẫn không hề thương tiếc, còn muốn cưỡng hiếp cô. Soạc, một phần áo bị hắn xé toạc, lộ ra phần ngực căng tròn đầy đặn. Khi hắn định đè chiếc lưỡi của mình xuống, thì cánh cửa mở tung, kèm theo tiếng động lớn. Một thân ảnh cao lớn bước vào, bên cạnh có thêm hai người thái độ kính cẩn phục tùng. Trên người diện áo sơ mi đen, gương mặt lãnh đạm toát ra vẻ uy mãnh, khiến người khác bất giác rùng mình. Giọng nói trầm mạnh mẽ vang lên. Mày đang làm cái gì đó? Tên này sắc mặt thay đổi, lập tức rời khỏi Ngọc Châu, chạy đến cúi người sợ hãi nói. Ông chủ mới tới. Ngọc Châu hoảng loạn co ro lùi vào một góc, ôm lấy người khóc thút thít. Đáy mắt người đàn ông lướt qua cô, sau đó nhìn tên vừa bắt nạt cô, giơ chân đá một cước khiến hắn quỵ xuống sàn. Mày làm gì con gái người ta vậy hả? Ông chủ, em chỉ đùa giỡn thôi, chứ chưa làm gì cả. Sao cô ta lén lút mò lên đây có hành vi mờ ám? Em chỉ dọa để cô ta khai ra mục đích thôi.
chưa làm gì hay chưa kịp làm. Tao ghét nhất kiểu bắt nạt ức hiếp phụ nữ yếu đuối. Mày làm sai quy tắc thì biết hậu quả thế nào rồi đó. Tên này nghe xong sợ hãi van xin. Xin ông chủ tha cho em lần này, em sẽ không tái phạm nữa. Người đàn ông lạnh lùng dứt khoát liếc mắt sang một tên đứng kế bên ra hiệu. Đưa xuống. Dạ ông chủ. Người này đi đến túm lấy hắn ta kéo ra khỏi căn phòng. Người đàn ông quay sang tên còn lại kế bên. Ra ngoài đi. Dạ ông chủ. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn mỗi Ngọc Châu cùng người đàn ông đó. Lúc này anh ta tiến đến chỗ cô. Trông dáng vẻ sợ sệt của cô. Đáy mắt chợt dao động. Đừng sợ, không có chuyện gì nữa rồi. Ngọc Châu lúc này từ từ ngước lên, gương mặt không khác gì tạc tượng của người đàn ông, làm cho cô ngẩn ra vài giây. Đối với cô, anh trai đẹp nhất, nhưng với người này lại một chín một mười. Sao thế? Mặt tôi dính gì sao? Ngọc Châu thoáng xấu hổ, cô nhỏ giọng. Chú là ai? Người đàn ông bật cười, biểu cảm thú vị. Cô bé gọi tôi là chú sao? Mà cũng đúng, trông cô bé vẫn còn khá trẻ. Còn tôi thì già rồi, kêu chú cũng bình thường. Chú bao nhiêu tuổi? Cô bé không cần biết quá nhiều về tôi để làm gì. Giờ tôi đưa cô bé rời khỏi đây. Nhìn lại người, phần áo bị xé rách, Ngọc Châu lúng túng. Trông thấy vậy, người đàn ông liền cởi bỏ chiếc khoác dạ đen của mình cho cô. Hành động này khiến trong lòng Ngọc Châu nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cô rụt rè đưa chân bước xuống ghế. Vì co người thời gian khá lâu nên chân bị tê, cô đứng không vững xém ngã. Kịp lúc một vòng tay rắn chắc giang ra đỡ lấy cô, áp mặt vào lồng ngực người đàn ông. Ngọc Châu bị mùi hương nam tính trên cơ thể anh cuốn hút. Không sao chứ? Bừng tỉnh, Ngọc Châu bối rối rời khỏi người đàn ông, vụng về nên bàn tay vô thức áp lên vững chãi của ai kia. Gương mặt cô bất giác nóng ran, đỏ như quả gấc chín. Tôi xin lỗi chú, tôi không cố ý đâu. À không sao, cô bé không cần khẩn trương quá. Ngọc Châu phải tự trấn an mình. Những cảm xúc lạ lẫm xuất hiện đang xáo trộn tâm trí cô. Giờ tôi đưa cô bé rời đây được rồi chứ? Cảm ơn chú. Sau đó người đàn ông đi trước, Ngọc Châu lẽo đẽo theo phía sau. Vì sự chênh lệch nên trông cô rất nhỏ bé với thân ảnh cao lớn phía trước. Trúc Ngân cùng Thanh Bình đến quán ba đêm trắng. Cô vẫn thắc mắc nên hỏi. Anh có chắc là ở đây không? Em nghi ngờ anh à? Chỉ là tôi không hiểu sao Ngọc Châu lại đến đây. Anh cũng giống em thôi. Chờ gặp nó rồi sẽ có câu trả lời ngay. Nó đúng gan to quá rồi, dám đến cả quán ba. Giọng điệu tức giận của Thanh Bình làm cho cô lo anh sẽ mắng Ngọc Châu. Lúc này cô liền xoa dịu. Nếu là thật thì Ngọc Châu chắc cũng có lý do. Em gái mình anh là người hiểu rõ nhất. Không lẽ anh nghĩ rằng Ngọc Châu chơi bời? Ừ, vào trong kiếm nó đó. Sau đó cả hai đi vào trong ba. Vì vắng khách nên lướt qua một vòng. Cả hai đã biết không có Ngọc Châu. Đâu thấy Ngọc Châu? Hay do anh sai địa điểm? Đúng là ở đây. Anh tra định vị điện thoại nó lần cuối là ở đây. Trúc Ngân đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa. Cô phát hiện có cầu thang dẫn lên trên nên chỉ cho Thanh Bình. Hay là ở trên đó? Thanh Bình đã nhìn ra trước khi cô nói. Vậy lên đó thử xem. Khi cả hai chuẩn bị đi lên thì một người chặn lại. Hai người không được lên đó. Thanh Bình nhìn người đàn ông gương mặt lạnh lóe tia sát khí. Tại sao? Đó là khu vực VIP, khách bình thường không được phép lên. Bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Quý khách thông cảm, hôm nay thì không được vì ông chủ đang trên đó. Mấy người lạ thật, mở ra kinh doanh mà từ chối khách là sao? Tôi không cần biết, tôi phải lên đó. Quý khách thông cảm, đừng làm khó tôi. Hai người có thể ở đây vui chơi ăn uống hoặc đợi ông chủ rời đi. Mẹ kiếp, nghĩ sao bắt ông đây chờ? Thanh Bình rất bực. Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt trên cổ. Lúc chuẩn bị dùng vũ lực, bất ngờ giọng Ngọc Châu vang lên. Anh hai, chị Trúc Ngân. Ngọc Châu gặp cả hai vui mừng từ trên bậc thang chạy nhanh xuống. Em có sao không?
em làm chị lo quá. Trúc Ngân nhìn qua một lượt người Ngọc Châu, cô cũng phát hiện chiếc áo khoác của người đàn ông trên người cô. Chưa hỏi Thanh Bình đã chất vấn, áo của ai đây hả? Ngọc Châu lúc này mới nhớ đến người đàn ông vừa giúp mình. Cô nhìn lên hướng trên cầu thang, người đã không thấy đâu nữa. Anh hỏi sao không trả lời. Sợ mọi việc càng thêm phức tạp, nếu để chuyện vừa xảy ra cho Thanh Bình biết, e rằng cô sẽ càng bị chuyện quản thúc hơn. Luận án sẽ không thể hoàn thành. Ban đầu vì suy nghĩ này mà cô mới gọi cầu cứu Trúc Ngân thay vì anh trai. Của một người bạn thôi, vừa nãy đồ em chẳng may bị ướt nên bạn em cho mượn. Như vậy sao? Thanh Bình không tin mấy lời Ngọc Châu, nhưng ở đây không tiện nên anh nói. Ra xe cho anh. Ngọc Châu lấy tay níu Trúc Ngân với vẻ sợ sệt. Trúc Ngân liền trấn an. Không có gì đâu, theo chị ra xe rồi về nhà đã. Dạ. Khi chuẩn bị rời đi, Ngọc Châu vẫn ngoái đầu nhìn về lối cầu thang. Sau đó gương mặt hiện vẻ buồn bã. Cô vẫn chưa biết được tên người vừa giúp mình. Ngọc Châu nghĩ không biết còn cơ hội gặp lại hay không. Cả hai đi rồi, Thanh Bình cũng đi theo sau, rời khỏi quán bar. Lúc này trong một căn phòng sang trọng khác, người đàn ông vừa giúp Ngọc Châu đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu xì gà hút, làn khói xám lượn lờ bao phủ, làm cho gương mặt thêm phần u ám. Tên kia thế nào rồi? Đã xử lý xong thưa ông chủ. Tìm người thay thế vào vị trí của hắn đi. Dạ ông chủ. Phải dạy quy tắc làm việc ở đây, không được lặp lại như chuyện vừa rồi, nghe rõ chưa? Tôi biết rồi ông chủ, tôi xin lỗi vì sự tắc trách lần này. Người quản lý vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Còn sổ sách tháng này của quán, mời ông chủ xem qua. Để lên bàn cho tôi rồi ra ngoài đi. Dạ ông chủ. Người quản lý rời đi, điếu xì gà trên tay người đàn ông cũng được cắm xuống gạt tàn. Ngọn lửa đỏ dần tắt ngúm. Sau đó người này đứng dậy rời khỏi bàn, tiến đến cửa sổ. Nhìn xuống dưới đường, bóng dáng nhỏ được chiếc áo khoác gần như che hết người đang bước lên xe. Đáy mắt lạnh tựa hồ ngưng đọng lại dấy lên làn gợn sóng. Thanh Bình lái xe đi được một đoạn mới lên tiếng hỏi. Em nói đi, tự dưng đến quán bar để làm gì? Em chỉ đi uống nước cùng bạn. Em biết đó là nơi nào không? Mà nói đến uống nước, em xem anh là đứa con nít dễ qua mặt lắm hả? Có tin anh đập gãy chân em luôn không? Chẳng phải lúc trước em và chị Trúc Ngân cũng theo anh và mọi người đến quán bar uống nước đó sao? Tại sao bây giờ anh lại hung dữ với em như vậy? Lần đó có anh khác, bây giờ là em tự mình tìm đến. Em còn không nói lý do, đừng trách anh cho ba mẹ biết. Anh hai đừng nói với ba mẹ mà. Cho anh một lý do đi. Ngọc Châu sợ hãi, cô không biết nên nói thật hay không. Trúc Ngân ngồi bên cạnh lúc này nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Có gì em cứ nói ra đi, chị tin em có nguyên do chính đáng mới đến đó. Ngọc Châu thút thít. Em đến đó vì em muốn lấy thông tin để viết bài luận. Em chọn về vấn nạn sa ngã của giới trẻ nên em phải đến những nơi như quán bar để thu thập tư liệu. Két. Lời Ngọc Châu vừa dứt, Thanh Bình đã đạp phanh xe thắng gấp. Anh quay lại phía sau giận dữ nói. Em lớn gan từ lúc nào vậy hả? Có phân biệt được cái gì là nguy hiểm không? Ngọc Châu sợ ôm lấy Trúc Ngân khóc, cô không chịu được lên tiếng can ngăn. Có gì từ từ nói, anh đừng hở ra hung dữ mắng chửi em ấy như thế. Em xem nó đi, những điều nó nói phức tạp đến đâu nó có tưởng tượng ra không? Lỡ có chuyện gì, cả mạng cũng không còn. Tôi hiểu điều anh nói, nhưng cái gì cũng từ từ. Anh nắm như thế rồi được gì, chỉ làm cho em ấy sợ mà thôi. Thanh Bình bất lực nói. Vậy em nói nó đi, nếu không phải có em anh đã cho nó một trận để mà khôn ra. Anh im đi, để tôi nói chuyện với em ấy. Thanh Bình im bặt, lặng lặng khởi động xe, rồi lái đi. Lúc này Trúc Ngân mới nhỏ nhẹ nói cho Ngọc Châu hiểu. Chị biết em muốn có tư liệu thực tế, nhưng nó rất nguy hiểm, phức tạp, không phải một cô gái như em có thể lường được. Nếu em cần, chị có thể nhờ người cung cấp tư liệu để em làm luận án. Không cần phải mạo hiểm đi đến những nơi đó làm gì. Ba mẹ biết sẽ lo lắng lắm.
Em hiểu rồi, em sẽ không như vậy nữa. Được rồi, nín khóc đi, anh hai em sẽ không mắng em nữa đâu. Nhưng anh hai về sẽ nói ba mẹ biết. Không có đâu, anh không hứa. Thanh Bình vừa dứt lời đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Trúc Ngân. Muốn anh không nói cũng được, nhưng phải có thành ý mới được. Anh muốn gì? Chẳng hạn bữa cơm do chính tay em nấu, anh đừng có mà cơ hội. Nếu vậy thì anh không đảm bảo về nhà không nói chuyện của Ngọc Châu cho ba mẹ biết. Em ấy là em gái anh đó. Là em gái nên cần phải nghiêm khắc dạy dỗ. Anh đúng là đồ gia trưởng. Gia trưởng mới lo được cho em. Tôi không cần, tự tôi lo cho mình. Dù đã cố tránh tiếp xúc với Thanh Bình, nhưng Trúc Ngân lại không còn lựa chọn khác. Để bịt miệng không để Thanh Bình mách chuyện Ngọc Châu đến ba, cô đã đồng ý mời cơm anh. Khi đưa Ngọc Châu về đến nhà, Thanh Bình không chạy xe vào hẳn trong nhà mà dừng lại ở cổng. Em tự vào nhà đi, đây là lần đầu cũng là lần cuối em đến những nơi như thế. Ngọc Châu sụ mặt buồn xo. Em biết rồi, vậy anh đưa chị Trúc Ngân về nha. Nói rồi Ngọc Châu quay sang Trúc Ngân. Em vào nhà nha. Em đừng lo gì hết nha, có cần gì thì gọi cho chị. Nghe vậy Ngọc Châu mỉm cười. Sau đó cô mở cửa bước xuống xe rồi đến nhấn chuông cửa. Vẫn chưa vào nhà Thanh Bình đã lái xe đi trước. Ngọc Châu quay lại nhìn, biết Thanh Bình không mách lại chuyện này với bà Hà, ông Tùng. Lòng cô mới nhẹ nhõm. Từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn nơm nớp lo sợ trong lòng. Cô Châu về rồi hả? Tròn là người ra mở cửa. Tính hay để ý thấy cô khoác áo đàn ông liền hỏi. Sao cô Châu khoác áo ai lạ vậy? À, áo của anh hai tôi đó. Thôi, tôi vào nhà đây. Ngọc Châu đi nhanh vào trong nhà rồi lên thẳng phòng. Lúc này cô mới lấy chiếc áo xuống. Nhớ đến người giúp mình ở quán bar, cô thẫn thờ mất hồn. Làm sao trả lại áo cho chú đó đây? Cô vẫn tiếc vì chưa kịp hỏi tên người đó. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Về nhà, không phải vừa nãy em đồng ý nấu cơm ăn hả? Còn không phải vì anh cơ hội à? Nhưng tôi có bảo nấu liền đâu chứ. Giờ anh đói muốn ăn cơm. Anh... Trúc Ngân tức tối trong lòng nhưng biết sao được. Vì Ngọc Châu nên cô đã thỏa hiệp cùng anh. Mà sớm muộn gì cũng nấu. Chi bằng trả nợ sớm để nhanh khỏi bị án. Anh ghé vào siêu thị đi. Tôi mua thức ăn về nấu. Ok. Thanh Bình đánh lái ghé vào siêu thị gần nhất. Lúc này đột nhiên Trúc Ngân cảm thấy bụng dưới hơi đau. Còn nghĩ sức khỏe có gì không ổn thì cảm giác ẩm ướt truyền đến. Lúc này cô mới nhớ ra mình đến kỳ kinh nguyệt vì công việc nhiều rối. Cô quên bén đi mất. Nhưng đâu cần phải đen đủi đến vậy. Tới đúng lúc cô ngồi trên xe của anh, giờ chẳng biết phải làm sao. Hình như bị dính vào ghế xe rồi thì phải. Trúc Ngân lúng túng, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Cùng lúc Thanh Bình đã lái xe chạy vào bãi đậu của siêu thị. Thanh Bình mở cửa bước xuống xe, vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Tới siêu thị rồi, mình vào mua đồ thôi. Tôi... Trúc Ngân ấp úng nói thốt nên lời. Nhận ra bất thường, Thanh Bình hỏi. Em làm sao vậy? Anh có thể mua đồ dùng tôi được không? Em muốn mua gì? Chẳng phải giờ anh và em cùng vào trong luôn sao? Tôi không đi được, mình anh thôi. Nhưng em là người nấu. Em mới biết nấu gì mua những gì chứ. Tôi không kêu anh mua thức ăn. Vậy em muốn anh mua gì cho em? Đến nước này cô chỉ đành chịu mất mặt một lần. Đưa tay che mặt mình rồi nói. Băng vệ sinh. Là đàn ông nên Thanh Bình vẫn chưa thể hình dung được thứ Trúc Ngân nói là gì. Anh hỏi lại. Băng vệ sinh là cái gì? Trúc Ngân đang ngại. Giờ lại mang thêm cục tức. Cô không biết người đàn ông này sao có thể là sếp tổng quản lý cả một công ty lớn được. Thì anh vào trong nói mua cái đó là người bán thôi. Vậy em không đi cùng anh hả? Tôi mà đi được đâu có nhờ anh làm gì. Ừ, vậy để anh mua cho. Thanh Bình nói giọng nhẹ nhàng. Ai lại nghĩ một tổng giám đốc mà đi mua đồ phụ nữ như vậy? Đây là ngoại lệ duy nhất chỉ đối với cô mới có sự phục tùng vô điều kiện như thế. Thanh Bình đi vào trong siêu thị. Vì không biết món đồ cô cần mua hình dáng ra sao, anh bắt buộc hỏi nhân viên trực quầy. Vừa thấy anh tiến đến, nữ nhân viên ngây người đến suýt mất hồn vía.
tôi muốn mua đồ. Nữ nhân viên lập tức niềm nở nhiệt tình hết mức có thể. Anh muốn mua gì cứ nói, em sẽ lấy cho anh. Băng vệ sinh là cái nào? Nữ nhân viên nghe xong há hốc mồm. Cô không dám tin một người đàn ông cực phẩm trước mặt lại đi mua đồ nhạy cảm cho phụ nữ. Vẻ mặt lại lạnh lùng không cảm xúc thế kia khiến cô chết mê mất thôi. Thấy người nhân viên cứ nhìn mình không nói gì, Thanh Bình vờ ho khan vài tiếng rồi nói tiếp. Cô chỉ giúp tôi được chứ? Người nhân viên gật đầu lia lịa. Được chứ ạ, mời anh theo em đến kệ đằng kia. Tôi cảm ơn. Người nhân viên đi trước, còn Thanh Bình theo phía sau. Đến chỗ quầy hàng, nữ nhân viên mới hỏi. Anh mua loại ban ngày hay ban đêm, có cánh hay không cánh, mùi bạc hà mát lạnh hay hương thảo dược? Nhiều loại vậy hả? Đúng rồi ạ. Thanh Bình không biết mua loại gì mới đúng, cô cũng không dặn. Cuối cùng anh nói, lấy hết tất cả cho tôi đi. Người nhân viên lại một phen tròn mắt. Hết luôn ạ? Ừ, có vấn đề gì sao? Dạ không, vậy em sẽ lấy hết cho anh. Bao nhiêu quẹt thẻ cho tôi. Đến quầy rồi em thanh toán cho anh nha. Mà cái này dùng để làm gì vậy? Nữ nhân viên không dám tin mà hỏi lại. Anh không biết đây là gì thật à? Nếu biết tôi hỏi làm gì? Hèn gì anh mới đi mua, chứ đàn ông ai mua thứ này bao giờ? Nữ nhân viên buột miệng nói. Thanh Bình thắc mắc. Tại sao đàn ông thì không mua được? Nữ nhân viên cười giải thích. Vì đây là đồ dùng cho phụ nữ. Khi đến ngày đèn đỏ, đàn ông đa số kỹ tính cho là bẩn, ít ai mua lắm. Thanh Bình nhếch môi hử lạnh. Bẩn sao? Vậy họ từ đất chui lên à? Người nhân viên nghe xong cũng phải cứng họng. Lần đầu tiên gặp phải khách hàng có phát ngôn này, trong lòng thầm ngưỡng mộ người con gái được anh cưng chiều. Sau khi đã quẹt thẻ thanh toán xong, nhân viên gửi lại thẻ và túi đồ cho anh. Cảm ơn quý khách. Thanh Bình nhận lấy thẻ rồi cầm túi đồ rời đi hướng ra ngoài. Lúc này nữ nhân viên vẫn luyến tiếc ngóng theo, trách lưỡi nói. Người gì đã đẹp nhiều tiền, lại còn tử tế ga lăng chiều chuộng bạn gái. Ước gì mình gặp được người nửa các yếu tố của anh ấy thôi, tốt biết mấy. Tỉnh lại đi cô, mây tầng nào thì gặp tầng đó thôi. Người ta cực phẩm như vậy, bạn gái chắc cũng cỡ hoa hậu chứ chẳng đùa. Một người nhân viên khác bên cạnh vỗ vai cô rồi nói. Người này liền thất thểu. Ừ, thì biết là vậy nên mới ước đó. Thay vì ước những thứ xa vời thì lo làm tốt công việc của mình. Nghĩ hôm nay ăn gì nó thiết thực hơn. Bà đúng là khô khan, chẳng biết ngôn tình lãng mạn gì hết. Ừ, đầu óc tao chỉ mỗi cơm áo gạo tiền đủ mệt rồi. Lấy đâu ra mơ mộng mấy thứ phủ du đó. Có chăng là kiếp này ráng tu tâm tích đức làm nhiều việc tốt, mong kiếp sau đầu thai nhà giàu may ra. Nói chuyện với bà chán quá, tôi đi làm việc đây. Nói rồi người nhân viên không thèm nói chuyện với bà chị đồng nghiệp, hiện đã là mẹ bỉm hai con. Có thể vì khoảng cách đó mà suy nghĩ của cả hai cũng khác nhau. Thanh Bình ra đến xe, Trúc Ngân vẫn bám trụ ở ghế không dám xê dịch. Trông thấy anh trở lại, cô vui mừng. Đồ của em đó. Nhìn Thanh Bình đưa cho mình một túi to, cô thắc mắc. Đây là gì vậy? Thì em kêu anh mua gì, anh mua đó còn gì. Tôi kêu anh mua một bịch thôi, anh mua gì cả túi to tổ bố thế này. Người ta hỏi mua loại gì, ngày hay đêm, cánh hay không cánh, mùi bạc hà mát lạnh hay hương thảo dược gì đấy. Em không dặn nên anh lấy hết chứ sao? Nghe anh kể mà Trúc Ngân chẳng biết giấu mặt mình vào đâu. Người đàn ông này có phải thật thà quá rồi không? Thôi đưa đây. Trúc Ngân cầm lấy túi ôm vào bụng. Giờ có rồi mà cô không biết làm sao để thay. Ở đây là siêu thị, trong khi quần cô đã bị dính, Trúc Ngân lại rơi vào lúng túng. Em làm sao nữa à? Tôi... Có gì em cứ nói ra anh mới biết mà giúp chứ. Đồ tôi dơ rồi, dính vào cả ghế của anh. Em đứng dậy trước đi. Nhưng cứ nghe anh, không sao đâu. Trúc Ngân nấn ná chưa chịu xuống. Cô xấu hổ không thôi. Chưa bao giờ nghĩ rơi vào hoàn cảnh khóc không ra nước mắt thế này. Còn để người đàn ông này chứng kiến tất cả, thể diện sự kiêu hãnh của cô mất hết rồi còn đâu. Em còn không xuống, anh sẽ bế em xuống đó. Nghe Thanh Bình nói vậy, Trúc Ngân lập tức hốt hoảng. Không được, anh đừng có mà làm bậy. Vậy thì em bước xuống đi,
ngồi mãi cũng không phải cách. Anh quay mặt chỗ khác đi. Em còn ngại à? Mua băng vệ sinh cho em mà anh còn mua nữa là? Tự nhiên anh nhắc làm gì? Anh muốn đòi công hả? Anh không có. Tôi không biết. Giờ anh phải quay mặt đi chỗ khác cho tôi. Được rồi, muốn anh quay thì quay. Thanh Bình quay mặt ra phía sau rồi nói. Như vậy được chưa? Được rồi, chờ tôi một lát. Trúc Ngân lúc này nhìn tìm trong xe xem có gì che được không, nhưng chẳng có gì cả. Đúng lúc này Thanh Bình cất tiếng. Em lấy áo khoác anh mà dùng. Trúc Ngân nhìn đến đã thấy Thanh Bình cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô. Trúc Ngân cảm thấy ngại. Chiếc áo của anh không phải hàng rẻ tiền. Nếu cô lấy che sẽ bị dính bẩn. Nhưng nếu không dùng cô sẽ không bước xuống khỏi xe được. Cuối cùng Trúc Ngân đã chọn mượn tạm áo của Thanh Bình. Cầm lấy cô bước xuống xe rồi quấn ngang người. Mở túi đồ anh vừa mở, lấy ra một bịch cô tách rồi nói. Giờ tôi vào nhà vệ sinh một lát, anh ở đây đợi đi. Em đi một mình được không? Không cần đâu. Trúc Ngân bỏ đi nhanh, cô lẩm bẩm một mình. Anh sợ tôi chưa đủ xấu hổ sao mà còn đòi theo chứ? Em đợi đã. Bước chân cô khựng lại vì câu nói của Thanh Bình. Cô quay lại hỏi. Có chuyện gì một lát rồi anh nói được không? Không chờ được. Trúc Ngân vỗ tay lên trán cảm thán nói. Có gì anh nói nhanh đi. Anh thấy vẫn chưa ổn. Cô không hiểu. Gì mà không ổn? Đồ của em. Lúc này cô nhìn xuống người mình mới hiểu ý của Thanh Bình. Cô đúng là bỏ sót thứ quan trọng. Chưa kịp lên tiếng Thanh Bình đã nói tiếp. Em đợi anh một chút anh quay lại ngay. Anh đi đâu vậy? Không đợi trả lời cô anh đã bỏ đi luôn. Một lát sau, Trúc Ngân đã thay đồ khác trở lại xe. Cô không ngờ lúc nãy Thanh Bình lại đi mua quần áo khác cho mình. Thậm chí lau sạch vết bẩn trên ghế luôn. Khi cô ra định chùi nhưng không thấy nữa. Sự chu đáo của anh khiến cô cảm động. Song không vì vậy mà cô sẽ mềm lòng. Cùng lắm cô trả ơn bằng bữa cơm thịnh soạn hơn ban đầu một tí. Thấy cô trở lại Thanh Bình hỏi. Xong rồi hả? Trúc Ngân vẫn còn ngại, mặt đỏ ửng nói. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu, đây là việc anh nên làm mà. Anh muốn ăn món gì nói đi, tôi sẽ nấu cho anh ăn. Này là vì anh đã giúp tôi thôi đó. Thanh Bình cười vui. Sao cũng được, miễn em nấu anh đều ăn. Anh dễ dãi từ bao giờ thế? Anh trước giờ vẫn thế, nhưng chỉ đối với một mình em thôi. Đàn ông các người đúng là biết nói lời ngon ngọt dụ dỗ phụ nữ. Tiếc là tôi không phải tuýp người dễ bị lừa như anh nghĩ. Anh đâu có lừa gì em đâu. Anh biết trước kia anh hành xử không đúng. Nhưng bây giờ anh đã biết mình sai. Em tha thứ cho anh đi được không? Trúc Ngân vẫn lạnh lùng nói. Chúng ta có gì đâu mà dùng từ tha thứ. Đơn giản tôi nấu cơm cho anh. Vì anh giúp không nói chuyện Ngọc Châu cho ba mẹ. Đây vốn dĩ việc một người anh trai cần làm. Chứ không phải dùng nó đặt điều kiện đòi lợi ích. Thứ hai, xem như tôi trả công anh giúp tôi chuyện việc nãy. Xong phẳng rồi thì không ai nợ ai. Thanh Bình vờ như không để ý những lời cô nói. Anh nghĩ ăn cơm với sườn xào chua ngọt sẽ ngon lắm. Anh muốn ăn món đó tôi nấu cho. Cả hai vào siêu thị, đến quầy thực phẩm mua những thứ cần thiết cho bữa cơm. Tiện thể Trúc Ngân cũng mua ít đồ dùng cần thiết trong nhà. Hiện tại ở nhà chưa có gì hết. Cô loay hoay lựa chọn. Còn Thanh Bình xắn tay áo đẩy xe đẩy theo cô. Lúc này cô sơ ý va phải một người phụ nữ tầm trung niên cũng đang lựa chọn như mình. Trúc Ngân lập tức nói. Tôi xin lỗi. Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đi đứng sao không có ý tứ gì hết vậy? Mắt để trưng à? Tôi không cố ý, tôi cũng xin lỗi cô rồi. Ai làm sai, nói xin lỗi là xong à? Vậy thì cô muốn thế nào? Có chuyện gì vậy em? Thanh Bình ở quầy kia mua vài thứ, xong rồi đẩy xe đến chỗ cô, nghe thấy cả hai nói chuyện nên lên tiếng hỏi. Kỳ lạ, người phụ nữ vốn làm khó dễ với Trúc Ngân trông thấy Thanh Bình liền tránh mặt đi ngay. Trúc Ngân cũng cảm thấy khó hiểu. Không có gì đâu, tôi vừa đụng trúng cô kia, tôi xin lỗi rồi mà cô đó không chịu. Ai mà ngang ngược thế? Tôi không biết, nhưng người đó vừa đi mất rồi. Ừ, mà em mua xong chưa? Xong rồi, giờ đi thanh toán rồi về nhà. Ừ. Sau đó cả hai đẩy xe đến chỗ quầy thanh toán. Người phụ nữ vừa nãy cũng bước ra từ chỗ khuất, nhìn về phía hai người với ánh mắt thù hằn đáng sợ.
Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, trần qua nước sôi với chút muối để khử sạch mùi hôi. Sau đó rửa sạch lại, rồi ướp sườn với 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 thìa đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm trong khoảng 15 phút. Thanh Bình thấy Trúc Ngân cầm điện thoại vừa xem vừa đọc thì hỏi: "Em đang làm gì thế?" "Tôi đang xem hướng dẫn nấu sườn xào chua ngọt cho anh ăn đó." "Ủa, em không biết nấu à?" "Nếu biết tôi lên đây học làm gì, anh hỏi dư thừa." Thanh Bình bất lực, anh cứ tưởng cô biết nấu, hóa ra không phải. Trúc Ngân làm theo hướng dẫn sơ chế ướp xong thì bỏ lên chảo để sấy với tỏi cho thơm. Mà vì cô bỏ sườn nhanh quá nên dầu văng tứ tung, hoảng quá cô la lên: "Ui, nóng quá." Thanh Bình bên cạnh nóng ruột xót cho cô đành phải ra tay: "Em tránh sang bên đi, anh muốn làm gì?" "Để em nấu, anh nghĩ chắc không có mà ăn đâu." Trúc Ngân hơi quê, cô biết nấu như một số món thôi. Sườn xào chua ngọt cô chưa làm bao giờ, không muốn lại mất mặt nên cô nói: "Do anh chọn món không đúng với sở trường của tôi thôi, chứ tôi đâu có dở như anh nói." "Ừ, em giỏi, giờ tránh sang bên để anh làm." Thanh Bình giành nấu nên cô cũng để cho anh làm, đứng sang một bên xem. Thật sự một điều, hôm ở nhà đã nhìn anh nấu ăn thì lần này cô vẫn bị hút hồn bởi dáng vẻ chuyên nghiệp của anh. "Lấy dùm anh lọ đường tới đây." "Đường hả? Đợi tí." Mua gia vị về, Trúc Ngân cho vào lọ nên chưa nhớ được lọ nào đựng thứ gì. Trông thấy màu trắng nghĩ là đường nên cô đưa cho anh. "Được đây." Vừa nhìn đến cái lọ gia vị, cô đưa hàng lông mày anh đã cau lại. "Anh bảo đường, em đưa muối cho anh làm gì?" "Đây là được mà, em chắc không?" Nghe anh hỏi, cô nhìn lại cái lọ, vẫn không tin nên mở ra đưa tay vào nếm, sau đó nhăn mặt mày lè lưỡi. "Sao mặn quá vậy?" Thanh Bình nhìn biểu cảm ngây ngô của cô không nhịn được bật cười thành tiếng. "Em nghĩ muối ngọt ư?" Trúc Ngân bị anh nói quê quá hóa giận. "Tại anh hết biết muối mà không ngăn tôi lại." Đối với cô hiện tại, anh chính là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Biết rõ cô hơi ngang ngược nhưng vẫn nói giọng ôn nhu: "Vừa nãy rõ ràng anh bỏ muối mà, do em không tin anh mới nếm thử đó chứ." "Ờ thì do tôi nhầm, mà anh lo nấu đi kìa, tôi lại kia lặt rau đây." Trúc Ngân sai nên chẳng thể nói gì được, đành lảng sang chuyện khác. Thanh Bình cũng không nói đến nữa, anh tiếp tục chế biến món sườn chua ngọt. Lâu ánh mắt lại nhìn đến cô đang làm rau để nấu canh. Bất chợt anh có cảm giác giống như một gia đình nhỏ. Sau thời gian bộn bề với công việc, về nhà sẽ có những giây phút cùng nhau thế này. Anh không cần người phụ nữ mình phải đảm đang bếp núc, vì những chuyện đó anh có thể làm. Bữa cơm vui vẻ hạnh phúc chính là điều anh cần. Mấy năm qua anh gần như chỉ nghĩ công việc, nhưng bây giờ anh lại có những dự định riêng cho bản thân mình. Lúc này anh nhớ lại thấy bản thân mình thật ấu trĩ, cũng thấm câu nói của bà Hà. Nhưng anh nghĩ mình có thể sửa sai, quyết tâm theo đuổi lại cô vợ hứa hôn này của mình. "Mặt tôi bị gì hay sao mà anh lại nhìn như thế?" Bất giác quay sang, Trúc Ngân chạm phải ánh mắt của Thanh Bình nhìn mình. Khoảnh khắc đó cô có chút thẹn thùng, gương mặt thoáng ửng đỏ, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường mà hỏi anh: "Vì em đẹp." "Tôi đâu cần anh khen, anh lo nấu nhanh đi, ăn xong rồi về nhà anh dùm." "Lợi dụng xong rồi muốn đuổi anh sao?" "Tôi lợi dụng gì anh, ngược lại thì có, ăn xong thì anh về nhà anh chứ, hay muốn ở lì nhà tôi?" "Nếu anh muốn ở thì sao?" Bất ngờ Thanh Bình tiến đến gần cô, cố tình cúi xuống sát cô nữa. Trúc Ngân bất giác rùng mình, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên, cảm nhận từng hơi thở của anh phả ra trên đỉnh đầu. Vì chênh lệch chiều cao nên khi đứng cạnh nhau, Thanh Bình cách cô một cái đầu, nhưng lúc cúi xuống lại ở khoảng cách rất gần. Chỉ cần cô ngước lên là chạm phải mặt anh liền. Ngay sau đó cô phản ứng, nhích người tiến về phía trước rồi nói: "Ai cho anh ở chứ?" "Em cho." "Anh bớt ảo tưởng đi." "Tại sao nói anh ảo tưởng?" "Vì anh đang nói những việc sẽ không bao giờ xảy ra." "Hiện tại thì không, nhưng tương lai chưa chắc." "Anh có quá tự tin vào bản thân mình không vậy?" "Anh tin vào bản lĩnh của mình cũng như hiểu em." "Anh hiểu gì tôi chứ?" "Trái tim của em." "Tôi đang nghe một câu chuyện hài hước gì đây chứ?" "Có thể bây giờ em không thừa nhận, nhưng anh sẽ chứng minh để em thấy thành ý của anh đối với em." "Thành ý đến muộn cũng bằng thừa, thôi tôi rửa rau đây." Trúc Ngân bỏ đi rửa rau, cô không biết Thanh Bình đang chứng tỏ điều gì. Nếu như là 5 năm trước có thể cô sẽ rất vui, hạnh phúc, nhưng sau khi trải qua tổn thương tuyệt vọng,
thì đối với cô tất cả không còn quan trọng, có lẽ cả hai chỉ nên là đường thẳng song song. Sau đó cả hai không nói gì nữa, Thanh Bình làm xong sườn chua ngọt cho ra đĩa. Bên đây Trúc Ngân nấu canh cũng vừa chín, cô múc ra tô mang đến bàn. Lúc này mới nhớ ra chưa nấu cơm, gạo cũng quên mua, hai người nhìn nhau. Giờ phải làm sao, đi mua gạo về nấu hả? Rồi lúc nào mới ăn được? Để anh về nhà anh mang gạo sang. Vậy anh đi đi. Sau đó Thanh Bình phải sang nhà mình lấy gạo đem qua nhà cô nấu, lại phải mất thời gian đợi cơm chín. Trúc Ngân cảm thấy người hơi mệt, bụng còn đau lâm râm nên cô bỏ ra phòng khách ngồi. Lúc này điện thoại cô đổ chuông, cầm xem là của bà Nhã gọi. Trúc Ngân liền nhấc máy. Dạ con nghe mẹ. Con đang làm gì, ăn cơm chưa? Con đang ở nhà, chờ cơm chín rồi ăn mẹ. Tự nấu à? Dạ. Công việc của con ổn cả chứ? Ba con cứ bảo nhớ con suốt. Vẫn ổn mẹ, chờ con giải quyết xong con sẽ về với ba mẹ. Tính ba con cứ thế, giờ đã như vậy, đến lúc gả con chắc ông ấy khóc mấy ngày quá. Con không lấy chồng đâu, con muốn ở với ba mẹ thôi. Thôi đi cô, giờ thì nói hay lắm, chờ tới chừng đó coi có bảo ông bà già quạnh hiu không. Ba mẹ còn trẻ chán, già đâu mà già. Cô đừng có nịnh, mà mẹ nghe mẹ Hà nói, con có đến nhà mẹ Hà con rồi hả? Dạ, vậy chắc có gặp Thanh Bình à? Dạ, mà sao mẹ lại hỏi đến chuyện này? À thì mẹ hỏi vậy thôi, chuyện hai đứa giờ ba mẹ đâu có xen vào, tất cả do hai đứa thôi. Con và anh ta có gì đâu mẹ. Cơm chín rồi em vào ăn đi. Tiếng Thanh Bình vọng ra, Trúc Ngân che không kịp nên bà Nhã đã nghe thấy, lập tức hỏi. Ai đang ở với con vậy hả? Mà mẹ nghe giọng quen lắm nha. Ngọc Châu đó mẹ, em mới đến chơi. Phải không? Ngọc Châu sao kêu con bằng em? Mẹ nghe nhầm đó, thôi con tắt máy đi ăn cơm đây. Bye mẹ yêu. Nói xong Trúc Ngân kết thúc cuộc gọi. Cô đứng dậy đi vào bếp với vẻ bực tức. Rõ ràng mình nghe giống giọng đàn ông đúng hơn, sao nó nói Ngọc Châu chứ? Bà Nhã cầm điện thoại vẫn không ngừng thắc mắc về giọng nói vừa nghe trong cuộc gọi vừa rồi. Anh biết lịch sự không hả? Không thấy tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ tôi hay sao? Biết em nói chuyện với mẹ, anh đã đến nói vài câu cùng mẹ rồi. Anh đừng có mơ, ăn cơm nhanh rồi về nhà anh dùng đi. Trúc Ngân càng tức trước thái độ tỉnh bơ kia của Thanh Bình. Cô cầm đũa giọng vào chén mà không gắp đồ ăn. Lúc này một miếng sườn được bỏ vào chén cô. Trúc Ngân ngước lên. Yên tâm, anh làm ngon lắm. Chưa ăn chưa biết ngon dở đâu. Thì em cứ ăn thử đi, chẳng phải bữa em đã thử qua cua giam me anh làm rồi sao? Ừ thì chỉ tạm tạm thôi. Anh nhớ thấy em ăn ngon miệng lắm mà. Có sao, tôi quên mất rồi. Em lật lọng thật đấy. Trúc Ngân bĩu môi, giống anh thôi. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Mặc dù Trúc Ngân có lấn lướt hơn nhưng Thanh Bình vẫn nhường nhịn cô hết mức. Có thể nói đây là nóc nhà, dù thế nào cũng không dám bật. Bữa cơm xong Thanh Bình còn đích thân dọn dẹp mang chén đi rửa. Dù Trúc Ngân bảo để đó cô làm nhưng anh lại bảo. Đổi lại cho anh gì đó tráng miệng là được. Không có đâu nha, về nhà anh mà ăn. Em có cần đối xử keo kiệt với một người đàn ông giỏi nấu ăn ngon, chiều chuộng em hết mức như vậy không? Ừ, tôi vậy đó, nên anh cứ tránh xa tôi ra. Không bao giờ có chuyện đó, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Vậy thôi tôi tránh, xong rồi thì anh về nhà anh đi. Trúc Ngân đến đẩy Thanh Bình ra ngoài, đến không quên nói. Hết nợ nần gì nhau rồi nha. Sau đó cô đóng cửa lại, Thanh Bình đứng ở ngoài cong cánh môi mỏng của mình nở nụ cười. Đời này chúng ta định sẵn là duyên nợ của nhau rồi, làm sao hết được chứ? Lúc này chỉ còn một mình Trúc Ngân mới để ý chiếc áo khoác của Thanh Bình. Vì bẩn nên cô gói lại mang về nhà. Giờ không biết xử lý thế nào, giặt hay là mua cái khác đền, cô thở dài một tiếng. Sao anh ám tôi mãi thế? Từ chuyện ở quán ba hôm đó Ngọc Châu không dám đến nữa, nhưng cô vẫn không thôi nghĩ về người đàn ông đó. Áo khoác cô đã giặt sạch, cất trong tủ không biết có cơ hội để gửi trả lại không. Từ trường về cô ghé vào một cửa hàng sách để tìm mua một vài cuốn mình cần. Vẫn đang tìm thì cô thấy cuốn sách mình cần ở trên kệ cao. Cô nhón chân để lấy nhưng không tới. Lúc này có bàn tay khác cũng lấy cuốn sách đó. Ngọc Châu nhìn đến liền nở nụ cười vui mừng. Là chú? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Cô bé còn nhớ tôi sao? Dạ, mà chú cũng đi mua sách hả? Ừ, của cô bé đó. Ngọc Châu nhìn cuốn sách người đàn ông đưa cho mình ngơ ngác không hiểu. Cho cháu hả?
Ừ, không phải cô bé muốn lấy nó sao? Cháu tưởng chú cũng muốn mua cuốn này. Không phải, tôi lấy dùm cô bé thôi. Trong lòng Ngọc Châu nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cô không hiểu đó là gì, nhận lấy cuốn sách cô nói. Cảm ơn chú. Còn muốn mua cuốn sách nào nữa không? Dạ, đủ rồi ạ. Ừ. Không biết sẽ gặp chú nên cháu không mang theo áo khoác gửi lại cho chú. Không cần đâu. Cháu đã giặt sạch rồi. Nếu tiện chú cho cháu xin số điện thoại đi. Có gì cháu liên lạc gửi trả lại chú. Thấy người đàn ông im lặng, Ngọc Châu lại nói. Được không chú? Lúc này người đàn ông mới đưa tay mình ra. Đưa điện thoại của cô bé đây. Ngọc Châu không chút lo ngại mà lấy điện thoại đưa cho người đàn ông. Cầm lấy rồi nhấn một dãy số lên màn hình. Sau đó lại cho cô. Số điện thoại của tôi đó. Dạ, để cháu lưu vào. Mà chú tên gì vậy? Cháu vẫn chưa biết tên chú. Mạnh Hùng. Ngọc Châu lưu trong máy với tên chú Mạnh Hùng. Xong rồi cô cười vui vẻ. Cảm ơn chú. À, tên cháu là Ngọc Châu. Ừ, tôi biết rồi. Sao chú biết? Bữa đó cô bé có nói thì phải. Có sao? Mà không sao. Giờ nói lại để chú không quên. Mua sách xong rồi về nhà à? Đáng lẽ là vậy, nhưng lúc này Ngọc Châu lại nói khác. Cháu định kiếm gì ăn, chú rảnh không? Cháu mời chú bữa cơm. Ừ, tôi cũng không có làm gì. Vậy để cháu tính tiền sách rồi mình đi ăn. Không cần đâu, có người trả rồi. Ai trả hả chú? Người của tôi, mà cô bé không cần bận tâm đâu. Giờ thì đi ăn thôi. Lúc này Ngọc Châu mới để ý có người đàn ông bận vest đen đứng ở quầy thanh toán cúi đầu với Mạnh Hùng. Sau đó cô theo anh ra khỏi cửa hàng sách. Người vừa nãy đã đi trước để mở cửa xe, Mạnh Hùng nhìn cô. Cô bé lên xe đi. Ngọc Châu do dự một lát rồi bước lên xe. Mạnh Hùng cũng lên ngồi ở ghế bên cạnh. Anh ra lệnh cho tài xế. Đến nhà hàng Hoàng Cung đi. Dạ ông chủ. Từ khi nhìn thấy xe, Ngọc Châu biết nó rất đắt. Mà bên cạnh còn có người đi theo lại không đơn giản. Cô hơi tò mò về Mạnh Hùng. Không biết anh làm công việc gì, là người thế nào. Sao lại nhìn tôi như thế? Như làm việc xấu bị phát hiện, Ngọc Châu xấu hổ. Dạ không có gì. Có gì thắc mắc cần hỏi à? Được cơ hội nên Ngọc Châu hỏi luôn. Chú làm gì thế ạ? Buôn bán nhỏ thôi. Còn cô bé vẫn đi học hả? Dạ vâng, cháu đang học đại học. Đi học mà dám đến quán bar một mình thế. Ngọc Châu sợ Mạnh Hùng nghĩ mình chơi bời hư hỏng nên giải thích. Bữa đó không phải cháu đi chơi đâu ạ. Vậy đến làm gì? Cháu có luận án cần làm về chủ đề sa ngã của giới trẻ. Cháu biết quán bar là nơi nhiều người lựa chọn nên muốn đến để lấy tư liệu viết bài. Gan dạ nhỉ? Sao chú nói giống anh trai cháu thế? Người đến hôm đó là anh trai à? Dạ vâng, đáng lẽ giấu người nhà, nào ngờ bị phát hiện. Có bị mắng không? Ngọc Châu cười đưa tay gãi đầu. Dạ có, nhưng hên là anh trai không mách lại ba mẹ. Ừ, lần sau đừng một mình đến những nơi phức tạp như vậy. Cần tư liệu gì cứ nói với tôi. Chú biết hả? Chút ít. Mạnh Hùng đã mở lời, đây cũng là cơ hội để cô tiếp xúc thêm với anh, nên Ngọc Châu không ngần ngại mà đồng ý luôn. Chú đã nói vậy cháu sẽ không khách sáo, nhưng tìm chú lúc nào cũng được hả? Không cần thiết phải gặp mặt, gọi qua điện thoại cũng được. Cháu sợ qua điện thoại sẽ không thể nói kỹ được, muốn thế nào cũng được. Chú đồng ý rồi tới đó không được bảo cháu phiền đâu. Mạnh Hùng nhìn cô vui mừng mà lắc đầu cười. Tôi là người trưởng thành, sẽ có trách nhiệm với lời mình nói ra, chứ không phải như cô bé đâu. Ý chú bảo cháu con nít hả? Cháu sắp 20 rồi đấy. Mà sao chú cứ gọi cháu là cô bé không vậy? Ngọc Châu sụ mặt buồn bã, thấy vậy Mạnh Hùng liền dỗ. Tôi có nói cô bé là con nít đâu, mà đi với tôi không sợ à? Lại cô bé. Tôi không gọi nữa, chịu chưa? Ngọc Châu liền vui vẻ tươi cười. Dạ, mà vừa nãy chú nói sao phải sợ chú là người tốt mà. Nghe cô nói, bất chợt Mạnh Hùng nhếch môi nở nụ cười thú vị. Tốt ư? Vâng, mà có gì sao chú? Không có gì, em là người đầu tiên nói với tôi câu đó. Câu nào chú? Bảo tôi tốt. Ngọc Châu cảm thấy khó hiểu. Chú tốt thật mà, bữa đó nếu không nhờ chú giúp cháu không biết sẽ thế nào. Chuyện đó không đáng gì, không cần nhắc đâu. Ngọc Châu định nói gì đó thì xe đã dừng lại. Hình như đã đến nhà hàng, người ở phía trước xuống xe mở cửa với thái độ phục tùng cung kính. Ngọc Châu bước xuống rồi nhìn vào nhà hàng. Cô biết đây là nhà hàng nổi tiếng. Cô cùng gia đình không ít lần đến đây ăn. Nhưng phải có thẻ hội viên của nhà hàng mới vào được. Mà ông Tùng mới có thẻ. Ngọc Châu hơi bối rối. Đây là cô mở lời mở cơm. Nhưng đến đây cô không hề dự tính trước.
Lúc lên xe cũng không để ý lắm, giờ chẳng biết phải thế nào. Sao đứng đó, đi vào trong thôi. Mạnh Hưng vừa bước đi, Ngọc Châu đột nhiên níu tay anh giữ lại, cô lúng túng. Mình đi chỗ khác được không chú? Sao vậy, chỗ này không ngon ư? Không phải, nhưng ở đây có thẻ mới vào được. À không cần lo, cứ vào thôi. Nói rồi Mạnh Hùng đi trước, Ngọc Châu thấy vậy đi theo không kịp suy nghĩ. Khi vào trong rồi, người quản lý nhà hàng lại đích thân đến tiếp đón. Cậu hai, cho tôi một phòng. Dạ vâng, mời cậu hai lên hướng này ạ. Người quản lý còn dẫn cả hai đến tầng trên, đưa vào một căn phòng rồi hỏi. Cậu hai muốn dùng gì ạ? Lúc này Mạnh Hùng hỏi Ngọc Châu, muốn ăn gì? Cô giật mình trả lời, dạ ăn gì cũng được. Sau đó Mạnh Hùng chỉ vài món cho quản lý. Khi người quản lý rời đi, Ngọc Châu mới lén nhìn đến anh thắc mắc. Sao người đó gọi chú là cậu hai vậy ạ? Muốn biết. Cháu hơi tò mò thôi, chú không nói cũng không sao. Nhà hàng này của ba tôi. Ngọc Châu tròn mắt kinh ngạc. Nhà chú giàu vậy hả? Mà sao hồi nãy chú bảo buôn bán nhỏ? Ừ, thì đây là tài sản của ba tôi chứ đâu phải tôi. Ngọc Châu gật gù như đã hiểu. Lúc này quản lý đẩy đồ ăn vào đặt lên bàn. Chúc cậu hai dùng bữa ngon miệng. Ra ngoài đi. Dạ cậu hai. Nhìn trên bàn thức ăn hơi nhiều so với hai người nên Ngọc Châu hỏi. Nhiều vậy ăn hết không chú? Ăn được bao nhiêu thì ăn. Dạ. Ngọc Châu cầm đũa lên bắt đầu ăn. Đúng nhà hàng nổi tiếng nên đồ ăn cũng rất ngon. Reng reng reng. Điện thoại trong túi đổ chuông. Ngọc Châu lấy ra xem là số của tài xế. Chắc gọi hỏi để đón cô. Ai gọi sao không nghe đi? Dạ ở nhà cháu gọi. Cháu ra ngoài nghe máy chút nha. Ừ. Ngọc Châu rón rén cầm điện thoại đi ra ngoài nhấn nghe rồi nói. Anh chờ khi nào tôi gọi rồi hãy đến đón nha. Nói xong cô tắt máy. Thường đi học sẽ có tài xế đưa đón. Vì giờ về thất thường, có khi trống tiết nên lúc nào về cô sẽ gọi cho tài xế đến đón. Chắc hơi trễ không thấy cô gọi nên mới hỏi. Anh nói Mạnh Hùng đến đang ở đây hả? Dạ bà chủ, cậu hai đi cùng một cô gái. Cô gái? Dạ cậu hai đang ăn trong phòng số 3. Tôi biết rồi, anh đi làm công việc của mình đi. Ngọc Châu quay lại thấy có người phụ nữ trung niên đi vào phòng ăn của cô. Không biết là ai nên cô đã tiến đến xem. Cửa chỉ khép hờ nên ở ngoài cô nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Sao hôm nay con lại đến đây vậy? Mạnh Hùng dùng ánh mắt lạnh như thể nhìn xuyên thấu người phụ nữ trước mặt. Tôi không thể đến đây ăn được sao? Làm gì có, ý gì con đến mà không báo trước để gì cho người chuẩn bị thôi. Bà tốt như thế ư? Con làm sao vậy? Dì lúc nào cũng thương con hết. Dì biết con có thành kiến với dì, nhưng dì trước giờ xem con không khác gì con ruột. Dù gì chỉ là vợ sau của ba con. Ở đây không có ba tôi, bà diễn kịch cho ai xem. Phiền bà đi khỏi đây, đừng có làm hỏng tâm trạng ăn uống của tôi. Người đàn bà có ánh mắt không hề hiền như vẻ bề ngoài bà ta tạo ra. Bàn tay siết chặt nhưng miệng vẫn niềm nở tươi cười nhỏ nhẹ nói. Vậy thôi con ăn đi, dì ra ngoài. Mà con đến ăn cùng ai à? Việc đó liên quan gì đến bà, chuyện của tôi không đến lượt bà quản. Dì làm sao dám quản con. Thôi dì không phiền con dùng bữa nữa. Người đàn bà nói xong đi thẳng ra ngoài. Dù đã kìm nén sự tức giận nhưng không che giấu được vẻ khó coi trên gương mặt. Thậm chí không để ý đến Ngọc Châu quay mặt đứng cách đó. Thấy người đàn bà đã đi rồi, cô mới đi vào trong phòng. Nghe điện thoại xong rồi sao? Dạ, ăn nhanh rồi tôi đưa về nhà. Ngọc Châu cầm đũa lên ăn tiếp. Trong đầu cô vẫn nghĩ đến người đàn bà vừa rồi. Theo như những gì cô nghe được trong cuộc nói chuyện vừa rồi thì đây là mẹ kế của Mạnh Hùng. Quan hệ giữa hai người dường như không tốt lắm. Thái độ của anh đối với bà ta có phần gay gắt, nếu không phải nói là ghét. Cảm nhận của cô về Mạnh Hùng là người tốt nên cô mặc định người đàn bà kia không phải là người mẹ kế tốt. Không ăn đi mà còn nhìn. Ngọc Châu đang nhìn Mạnh Hùng liền giật mình khi nghe anh nói. Cô lập tức cúi đầu ăn. Sau khi xong, Ngọc Châu có ý muốn thanh toán vì cô là người chủ động mời. Bữa ăn hôm nay chú để cháu trả tiền nha. Có tiền không mà dành trả? Cháu có chứ. Tuy bữa ăn này hơi đắt nhưng cháu đủ tiền mời chú mà. Mạnh Hùng nhìn cô cười rồi nói. Tôi cảm ơn vì được em mời. Còn tiền thì không cần phải trả đâu. Để chú trả kỳ lắm. Tôi có bảo tôi trả bao giờ.
Nhưng chú vừa bảo không cần trả đó. Ý tôi bữa ăn này không cần trả tiền. Có ai ăn ở nhà hàng mình mà phải trả tiền không? Lúc này Ngọc Châu mới nhớ Mạnh Hùng có nói nhà hàng này của ba mình. Tính ra anh mời cô mới đúng. Vậy thôi, để hôm khác mời chú lại. Nữa à? Nói mời chú mà thành ra chú mời. Không cần để ý chuyện đó. Ai mời cũng được. Miễn bữa ăn đó cảm thấy ngon và xứng đáng. Thôi đi về. Dạ. Sau đó cả hai rời khỏi nhà hàng. Khi vừa ra khỏi cửa thì có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo cả hai. Cô gái đó là ai? Có quan hệ thế nào? Sao lại đi cùng Mạnh Hùng chứ? Chú đưa cháu đến cửa hàng sách rồi hãy về nha. Quê mua gì hả? Dạ không có. Vậy sao muốn quay lại đó? Đến đó rồi tài xế đón cháu. À, sợ ở nhà biết đi cùng tôi rồi bị mắng hả? Mạnh Hùng đoán đúng nên Ngọc Châu im lặng không nói gì. Trở lại cửa hàng sách lúc nãy đi. Dạ ông chủ. Tài xế ngay lệnh lái xe quay lại cửa hàng sách. Lúc này Ngọc Châu mới cầm theo túi của mình để xuống xe. Cửa cũng có người mở sẵn cho cô. Cháu xuống nha. Ừ, hôm khác nhất định hẹn chú bữa cơm khác. Mạnh Hùng chỉ cười chứ không nói gì. Ngọc Châu bước xuống xe, rồi người kia đi đến đóng lại, sau đó quay về ghế phụ đằng trước. Cô đứng yên đó, nhìn đến chiếc xe khi đã khuất mới gọi cho tài xế đến đón. Cốc cốc cốc. Thanh Bình đang trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra. Vào đi. Đăng Khôi mang phần hồ sơ đi vào. Tài liệu cậu cần đây. Ừ, để ở bàn cho tôi. Đăng Khôi mang đặt lên bàn, sau đó nán lại hỏi. Sao tự nhiên cậu lại hứng thú về nước hoa vậy? Nào kinh doanh có lợi nhuận tôi đều hứng thú cả. Ừ, mà Bích Vân vừa gọi bảo sẽ đến đây để gặp cậu đó. Gặp tôi làm gì? Cậu hỏi tôi sao tôi biết được. Lát nữa tự hỏi cô ấy đi. Cả hai tuy là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, nhưng song song còn là tình bạn nên cách xưng hô cũng thoải mái, không gò bó quy tắc. Lúc trước Đăng Khôi hiểu nhầm, nghĩ giữa Thanh Bình và Bích Vân có mối quan hệ tình cảm. Nhưng sau đó anh biết là không. Du học trở về, Thanh Bình quản lý công ty, anh cũng đầu quân làm trợ lý cho anh. Bích Vân theo nghề người mẫu cũng có danh tiếng nhất định, gần đây đạt giải Á hậu 2 thêm nổi tiếng hơn. Trong mấy năm qua, Đăng Khôi thấy những lần gặp tiếp xúc của Thanh Bình và Bích Vân cũng chỉ là công việc, có thể mức độ thân thiết hơn một chút vì cũng biết nhau. Bích Vân lại còn là con gái của thầy huấn luyện. Thanh Bình có thể không có ý gì, nhưng Bích Vân lại khác. Cách cô thể hiện quá rõ ràng việc mình thích Thanh Bình nên bám giết. Thôi, cậu cứ làm việc đi. Lần sau Bích Vân có muốn đến phải thông qua tôi đã. Sao thế? Những lần trước Bích Vân cũng đến tìm cậu mà cậu đâu nói gì. Tôi nói sao thì cậu cứ nghe vậy đi. Giết tôi thấy cậu giống làm sếp hơn tôi đó. Đăng Khôi cười nói. Cậu nói oan cho tôi lắm, tôi vẫn cần công việc này để kiếm thu nhập, lo cho gia đình nữa. Cậu còn lại nhảy nữa thì mai khỏi cần đến công ty. Cậu đừng đùa thế chứ. 3, 2, tôi đi liền đây, cậu nhớ đấy. Đăng Khôi đi ra khỏi phòng ngay sau đó. Thanh Bình lúc này bỏ văn kiện sang một bên. Anh cầm tài liệu về sản phẩm nước hoa của SSE rồi cong khóe môi. Dường như đang có điều đã được anh suy tính sẵn trong đầu. Cốc cốc cốc. Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Thanh Bình đã nghĩ đến là ai. Anh nói. Vào đi. Cánh cửa đẩy ra, một thân hình uyển chuyển trong chiếc váy gợi cảm bước vào. Bích Vân nói giọng hơi dẹo. Anh Bình, anh xem em mang gì đến cho anh đây. Thanh Bình ngước lên giọng lãnh đạm. Em tìm anh có gì không? Người ta nhớ anh đến tìm anh không được hả? Bích Vân tiến đến trước bàn làm việc của Thanh Bình, chống tay ẫy ngực. Anh không rảnh để đùa, em nghiêm túc chút đi. Em nói thật mà. Anh làm sao vậy? Nếu không có gì khác, anh còn phải làm việc. Chưa gì anh đã muốn đuổi người ta rồi. Uổng công em vừa xong sâu là chạy đến đây tìm anh. Sao anh vô tình với em như thế hả? Anh không bảo em phải đến đây. Nghe Thanh Bình nói, Bích Vân sượng chân, trong lòng bực tức nhưng vẫn cười giả tạo nũng nịu. Thì em đâu nói, anh kêu em đến, ý em chính là để anh biết sự quan trọng của anh đối với em kìa. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm em dành cho anh vậy chứ? Bích Vân,
Anh đã nói với em không ít lần, giữa chúng ta chỉ ở mức hợp tác trong công việc và dừng ở chỗ bạn bè. Em đừng cố chấp mãi như thế. Nốt lần này thôi, lần sau em có đến phải được sự cho phép của anh. Tại sao? Từ trước đến giờ em đến tìm anh, chỉ cần nói với anh Khôi là được mà. Thì anh mới nói bắt đầu từ đây trở về sau. Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Bích Vân bắt đầu dùng nước mắt để tạo sự đáng thương. Em không biết tại sao anh không chấp nhận tình cảm của em, nhưng em vẫn luôn cố gắng không từ bỏ. Em luôn tin một ngày nào đó anh sẽ thay đổi mà chấp nhận em. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại sao anh lại phũ phàng với em như vậy? Em có gì không tốt, anh có thể nói để em sửa. Anh không thích, em sẽ không làm. Anh đã có vợ hứa hôn, đó sẽ là người anh yêu và cứ làm vợ. Vợ hứa hôn, anh gạt em đúng không? Đó là sự thật. Chuyện này em chưa nghe anh nói bao giờ. Đó là điều riêng tư, anh không có bổn phận trình bày với ai. Cả em cũng không ngoại lệ. Bích Vân trước giờ vẫn một lòng yêu thích say mê Thanh Bình. Dù anh đã thẳng thừng từ chối, nhưng cô ta không từ bỏ. Cô ta tin vào nhan sắc của mình sẽ khiến Thanh Bình mê mẩn, cũng như những người đàn ông khác thèm khát cô. Vẫn ảo tưởng mình sẽ là vợ của tổng giám đốc, có cuộc sống sang giàu phú quý, thì giờ mọi thứ đã tàn vỡ. Nhưng Bích Vân không cam tâm, vẫn chấp mê bất ngộ. Em không tin, đây chỉ là lý do anh bịa ra nhằm để em hết hy vọng ở anh mà thôi. Anh không nghĩ em cố chấp đến vậy đó. Em không tin là việc của em, anh không cần phải chứng minh hay thế nào cả. Giờ anh phải đi gặp đối tác, không còn gì nữa, em có thể về được rồi đó. Bích Vân vẫn giữ thái độ mềm mỏng, nhỏ nhẹ như không có chuyện gì. Vậy thôi, em không phiền anh nữa, hôm khác em lại đến, bánh anh nhớ ăn nha. Nói rồi cô quay người đi, gương mặt lúc này trông rất dữ. Ra tới ngoài cửa công ty, trợ lý Moon nhìn thấy Bích Vân đi ra đã bước xuống xe hỏi. Sao mới lên mà em đã xuống rồi, tư bản của em không có ở công ty hả? Không muốn người trợ lý xem thường chê cười, vì Bích Vân đã nói dối mình và Thanh Bình quen nhau. Anh ấy bận đi gặp đối tác nên kêu em về trước. Vậy hả, thôi lên xe đi em, nắng nóng hỏng hết ra. Trợ lý Moon đưa tay quạt quạt cho Bích Vân rồi đưa cô lên xe. Đúng lúc Thanh Bình cũng từ trong công ty đi ra và lên xe. Tư bản của em chuẩn bị đi đâu kìa? Thì em vừa nói anh ấy đi gặp đối tác đó. Ừ, vừa nãy có người gọi cho em đó. Ai vậy chị? Chỉ nhắn nói lại với em, người tên Hải là em biết, mà đó là ai vậy em? Sắc mặt Bích Vân đột ngột thay đổi, có hơi biến sắc, dường như cô có một nỗi sợ hãi nào đó đối với người tên Hải này. À, chỉ là một người quen của em thôi, có gì em sẽ liên hệ lại. Ừ, thôi giờ chị đưa em về nhà nghỉ ngơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.